chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục An ninh Bạc Liêu. Trong chuyên mục kỳ này, chúng tôi xin giới thiệu đến các đồng chí và các bạn ghi nhận về những cách làm hay của công an xã Ninh Thạnh Lợi A, huyện Hồng Dân trong việc đảm bảo xã an toàn không tệ nạn về ma túy. Phần cuối là phóng sự phản ánh công tác đấu tranh, xử lý của lực lượng công an đối với các hành vi sản xuất, vận chuyển, mua bán các loại hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Bây giờ mời các đồng chí và các bạn theo dõi nội dung chương trình. Kính thưa các đồng chí và các bạn, Tòa án Nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên án đối với 11 bị cáo với các tội danh giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng. Tổng hình phạt cho các bị cáo là 55 năm tù. 11 bị cáo gồm Lâm Mệnh, Lâm Sang, Lâm Chớp, Nguyễn Hải Phận, Ngô Chí Linh, Lê Tấn Lợi, Nguyễn Thị Hậu, Nguyễn Quốc Khởi, Đặng Văn Nguyên, Lý Phi Hổ, Trần Hoàng Trắng cùng ngụ tỉnh Bạc Liêu. Theo cáo trạng, xuất phát từ mâu thuẫn trong việc tranh giành quyền bảo kê một tiệm game bắn cá trên địa bàn phường Hậu Phòng, thị xã Giá Rai, nên vào ngày 13 tháng 6 năm 2019, hai băng nhóm do Lâm Mệnh và Lý Phi Hổ cầm đầu đã dùng nhiều loại hung khí nguy hiểm đâm chém lẫn nhau. Sau khi xem xét tình tiết, vai trò, hành vi của từng bị cáo trong vụ án, hội đồng xét xử tuyên phạt Lâm Mệnh 9 năm tù giam, các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 1 đến 8 năm tù giam. Đây là hình phạt thích đáng cho những đối tượng có hành vi xem thường pháp luật. Công an huyện Vĩnh Lợi vừa triệt xóa thành công liên tiếp 2 điểm tệ nạn xã hội trên địa bàn ấp Giá Tiểu, xã Hưng Hội, bắt giữ 12 đối tượng có liên quan. Từ tin tố giác của quần chúng nhân dân, các trinh sát của công an huyện Vĩnh Lợi bất ngờ ập vào một căn nhà trên địa bàn ấp Giá Tiểu, xã Hưng Hội, bắt quả tang 8 đối tượng đang tham gia đánh bài ăn tiền. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 14 bộ bài tứ sắc, số tiền trên 7 triệu đồng và một số tang vật khác có liên quan. Cách đó vài căn nhà, công an huyện Vĩnh Lợi cũng bắt quả tang 4 đối tượng, gồm Lâm Văn Quân sinh năm 1961, Nguyễn Long Sơn sinh năm 1986, Mã Thanh Quang sinh năm 1956 và Trần Văn Thiên sinh năm 1956, cùng ngụ xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, đang tham gia đánh bài ăn tiền. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ một bộ bài tây đã qua sử dụng, số tiền gần 2 triệu đồng và một số tang vật khác có liên quan. Tại thành phố Bạc Liêu, công an phường 7 vừa bắt quả tang 2 đối tượng đang có hành vi đá gà ăn tiền. Vào khoảng 15 giờ 45 phút ngày 5 tháng 1, qua tin báo của quần chúng nhân dân, công an phường 7 thành phố Bạc Liêu bố trí lực lượng bắt quả tang 2 đối tượng gồm Quỳnh Nam Kiên sinh năm 1979, ngụ khóm 2 phường 7 thành phố Bạc Liêu và Từ Thanh Phận sinh năm 1985, ngụ xã An Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng đang có hành vi tổ chức đá gà ăn tiền tại khu đất trống trên địa bàn khóm 1 phường 7 thành phố Bạc Liêu. Công an thu giữ tại hiện trường một con gà đá, số tiền trên 1 triệu đồng, 2 điện thoại di động, 7 xe máy cùng một số tang vật khác có liên quan. Kính thưa các đồng chí và các bạn, đá gà ăn tiền đó là một tệ nạn xã hội và hiện nay nó đã và đang có nhiều biến tướng. Mới đây, công an huyện Vĩnh Lợi vừa bắt giữ 6 đối tượng tham gia đá gà ăn tiền. Điều đáng nói là các trận đá gà mà các đối tượng tham gia đều diễn ra trên mạng Internet. Vào khoảng 14 giờ ngày 4 tháng 1, công an huyện Vĩnh Lợi bố trí lực lượng bắt quả tang 6 đối tượng, gồm Phạm Văn Mừng sinh năm 1954, Lương Văn Nhẫn sinh năm 1973, Phạm Văn Đợi sinh năm 1977, Nguyễn Văn Én sinh năm 1950, Nguyễn Thanh Sĩ sinh năm 1956 và Nguyễn Văn Xuân sinh năm 1985 cùng ngụ huyện Vĩnh Lợi đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền qua mạng tại một quán cà phê trên địa bàn ấp Bà Chăn A, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ một màn hình TV, số tiền 24 triệu đồng, 3 điện thoại di động, 16 xe gắn máy và một số tang vật khác có liên quan. Bước đầu, các đối tượng khai nhận lên mạng Internet theo dõi các trận đá gà đang phát trực tiếp, sau đó cá cược thắng thua với nhau. Số tiền mỗi trận cá cược dao động từ 200.000 đến 500.000 đồng. Đồng chí và các bạn, với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà để người dân nâng cao ý thức trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tệ nạn ma túy, thời gian qua, công an xã Ninh Thạnh Lợi A, huyện Hồng Dân đã làm tốt công tác phòng ngừa, đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Đây là một trong số ít xã, thị trấn của tỉnh không có tệ nạn ma túy trên địa bàn, ghi nhận của nhóm phóng viên An ninh Bạc Liêu. Xã Ninh Thạnh Lợi A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu là xã nông thôn có vị trí tiếp giáp với nhiều xã trong và ngoài tỉnh. Địa bàn rộng, dân số đông, địa phương này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự. Những năm qua, nhờ làm tốt công tác phòng ngừa mà tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn được giữ vững.
Đặc biệt, đây là một trong những xã an toàn không có tệ nạn ma túy trên địa bàn của tỉnh Bạc Liêu. Để đạt được kết quả đó, thời gian qua, với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, công an xã đã phối hợp với ban ngành đoàn thể thường xuyên xuống từng ấp, từng gia đình để tuyên truyền về tác hại của ma túy đến từng người dân. Cách nhận biết các loại ma túy, dấu hiệu nhận biết người nghiện, phương thức hoạt động của tội phạm ma túy hiện nay cũng được lực lượng công an xã phổ biến để người dân nắm và nâng cao nhận thức về loại tệ nạn này. Tôi thấy cái lực lượng công an ở đây thì nó có một cái lực lượng là phối hợp với cái địa phương, rồi nhân dân mà nếu báo một cái tình hình gì đó là tệ nạn ma túy hay là có cái bài bạc thì mình nó nhóm nhóm rồi báo, rồi công an cũng kịp thời xuống rồi cũng có vận động tuyên truyền bà con là cái tác hại ma túy rồi cờ bạc rồi nó làm cho ảnh hưởng kinh tế gia đình rồi vậy. Rồi từ đó mà làm như nó có cái phong trào tuyên truyền gì rồi người dân ta thấy được cái gì đó rồi từ từ ta giảm lên. Công an ở đây ở xã thì cũng có tuyên truyền những đề gì cái ma túy này là trong khi cũng như có tổ chức cái diễn đàn lắng nghe ý kiến dân cũng lồng ghép vô để dân vận động cái tuyên truyền vấn đề về ma túy, và đồng thời những có cái cuộc họp cũng tuyên truyền vận động, và từ đó thì nhân dân ở đây người ta nhận thức được cái này nó có tác hại đến đời sống. Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lực lượng công an còn thường xuyên tổ chức tuần tra khép kín địa bàn, đặc biệt là ở các tuyến giáp ranh với các tỉnh bạn. Làm tốt công tác nắm tình hình, thường xuyên gọi hỏi, răn đe các đối tượng có biểu hiện sử dụng, mua bán, tàn trữ trái phép các chất ma túy trên địa bàn. Đối với các gia đình có người nghi nghiện, công an xã cũng vận động gia đình theo dõi chặt chẽ con em của mình, tránh xa tệ nạn ma túy. Lực lượng công an xã cũng là tập trung là cái công tác tuyên truyền, là tuyên truyền sao mà có trọng tâm, trọng điểm. Thông qua các hội như là hội nông dân, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, thì lực lượng công an đã lồng ghép và tuyên truyền cho người dân nắm hiểu rõ về cái tác hại của ma túy. Xem đây là một cái nhiệm vụ là chung của xã hội chứ không phải là riêng của lực lượng công an. Thì từ đó là khi mà vụ việc ở cơ sở có phát sinh vấn đề về phức tạp về an ninh trật tự hay là đặc biệt là về các vấn đề ma túy thì người dân là luôn kịp thời là cung cấp cho lực lượng công an để xuống là để mà xử lý ngay. Lực lượng công an chính quy là thường xuyên là đi tuần tra các cái điểm mà địa bàn giáp ranh mấy cái điểm nóng, thì từ đó các cái tệ nạn ma túy các cái địa bàn giáp ranh đó là thấy bên mình là thường xuyên đi tuần tra canh gác thì các loại tội phạm này không có vào địa bàn. Với nhiều cách làm cụ thể, lực lượng công an đã và đang đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự, kiên quyết không để ma túy xâm nhập vào địa bàn, góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Kính thưa các đồng chí và các bạn, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng không rõ nguồn gốc xuất xứ đang là vấn đề mà toàn xã hội đặc biệt quan tâm. Đáng báo động hơn là các mặt hàng này ngày càng được làm tinh vi với nhiều chủng loại và đang len lỏi vào thị trường, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh và sức khỏe của người tiêu dùng. Trước thực trạng đó, lực lượng Công an Bạc Liêu đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc trên địa bàn tỉnh. Ghi nhận của nhóm phóng viên An ninh Bạc Liêu. Vào tháng 2 năm 2020, Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bạc Liêu đã bắt quả tang cơ sở sản xuất hơn 4 tấn rưỡi thuốc thủy sản giả do đối tượng Châu Hào Thực, sinh năm 1993, ngụ tại phường 1, thành phố Bạc Liêu làm chủ. Điều đáng nói, quy trình sản xuất các loại thuốc thủy sản này lại vô cùng đơn giản. Theo đó, đối tượng Châu Hào Thực đã mua các loại men vi sinh, thuốc tăng trưởng thủy sản, sau đó trộn với các loại đường công nghiệp, bột màu hóa học, rồi đóng gói, dán nhãn mác tự thiết kế và bán ra thị trường với giá dao động từ 60.000 đến 110.000 đồng một sản phẩm. Không chỉ dừng lại ở các hàng hóa trong chăn nuôi, hiện nay các đối tượng còn làm giả các loại phụ gia thực phẩm một cách tinh vi, bất chấp ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người tiêu dùng. Mới đây, vào cuối tháng 9 năm 2020, Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bạc Liêu bắt quả tang đối tượng Nhan Chí Tâm, sinh năm 1981, ngụ khóm 2, phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, đang có hành vi sản xuất hơn 200 kg bột ngọt giả các thương hiệu Vedan, Ajinomoto. Hoạt động mà vi phạm pháp luật, đặc biệt là cái tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến cái hàng giả, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, thì nó có cái ảnh hưởng rất lớn đối với cái trật tự quản lý kinh tế của tỉnh nói chung, mà đặc biệt là ảnh hưởng đến cái quyền lợi của cái người tiêu dùng và trực tiếp
là các cái tổ chức cá nhân là trực tiếp sản xuất kinh doanh làm ăn hợp pháp. Để chủ động phát hiện hàng hóa không rõ nguồn gốc được vận chuyển vào địa bàn Bạc Liêu để tiêu thụ, Cảnh sát Kinh tế còn phối hợp với Cảnh sát Giao thông Đường bộ Công an tỉnh tăng cường công tác tuần tra kiểm soát nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành vi buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Điển hình là vào đầu tháng 3 năm 2020, Cảnh sát Giao thông Đường bộ Công an tỉnh Bạc Liêu đã phát hiện và thu giữ hơn 45.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ do Nguyễn Phương Đông, sinh năm 1981, ngụ phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, vận chuyển về Bạc Liêu tiêu thụ. Hay mới đây vào đầu tháng 11, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận ấp Tân Tạo, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, Cảnh sát Giao thông Đường bộ Công an tỉnh Bạc Liêu phát hiện xe tải biển kiểm soát 94C02066 do tài xế Hồ Văn Quyền, sinh năm 1991, ngụ xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau điều khiển, đang vận chuyển gần 200 bộ bàn ghế sắt, máy hàng điện, hơn 600 kg cán cọ nhựa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Thời gian qua thì đơn vị cũng là chủ động phối hợp với các ngành chức năng như quản lý thị trường, phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh, vân vân, cũng đã phát hiện xử lý 2 trường hợp xe ô tô vận chuyển nhiều loại hàng hóa nhập lậu là không có hóa đơn xuất xứ nguồn gốc, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh. Để đấu tranh xử lý hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, trong thời gian tới, đặc biệt là từ đây đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lực lượng công an chủ động phối hợp với các ngành chức năng thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, thường xuyên tổ chức kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các cơ sở, hộ kinh doanh có hành vi vi phạm. Đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm cho các cơ sở kinh doanh, dạy thức cảnh giác cho người dân trước các loại hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ được bày bán trên thị trường như hiện nay. Bước vào những cái tháng cận Tết, đây là cái thời điểm mà các đối tượng vì cái hám lợi nó sẽ gia tăng các cái hoạt động là vận chuyển mua bán các cái mặt hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng để là coi như là thu lợi bất chính. Thì để ngăn ngừa đối với các cái hành vi này thì trước hết là chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền và phối hợp với các cái cơ quan chức năng trong và ngoài ngành để làm sao tuyên truyền giáo dục để cho người dân, các cái hộ sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các cái đối tượng đã vi phạm thời gian qua để họ thấy được cái việc làm đó là vi phạm pháp luật và thấy được cái hậu quả tác hại của cái việc mua bán, vận chuyển nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đối với cái người tiêu dùng và cái hành vi đó là sẽ vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý. Cái thứ hai nữa là chúng tôi sẽ phối hợp với các cái lực lượng như là quản lý thị trường, rồi thanh tra một số sở ngành để tăng cường là công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm. Riêng đối với lực lượng cảnh sát kinh tế thì chúng tôi sẽ chỉ đạo tập trung lực lượng áp dụng các cái biện pháp để chủ động trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm về cái hoạt động buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, để làm sao đảm bảo được bình ổn cái thị trường, cho cái đảm bảo được cái quyền lợi của người tiêu dùng trong cái dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 đang đến gần. Thiết nghĩ ngoài sự vào cuộc của các ngành chức năng thì mọi người dân cần nâng cao ý thức đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng nhái và hãy là người tiêu dùng thông minh để đảm bảo sức khỏe cho chính mình và người thân trong gia đình. Các đồng chí và các bạn thân mến, chuyên mục An ninh Bạc Liêu kỳ này của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ sau.